Tình trạng đài là nó điện thì có vào nhưng nó không báo đèn. Đấy. Thế đầu quay băng thì vẫn quay. Một bên B là quay. Bên A là Trần Văn Tịt không quay. Đấy, tình trạng nó là như thế. Đèn báo điện vào cũng không, nốt radio không hoạt động.